Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với phần thứ nhất có tên gọi Rung Chuông Vàng, một chương trình rất quen thuộc. Và phần thi này chúng ta sẽ có 46 thí sinh là các em học sinh của 4 khối lớp 6, 7, 8, 9 tham gia. Và sau đây, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón 46 thí sinh sẽ tham gia chương trình Rung Chuông Vàng ngày hôm nay. Xin mời 46 thí sinh chúng ta sẽ bước lên sàn thi đấu. Có cả lớp 6 ấy. Vâng, kính thưa quý vị và toàn thể các học sinh thân mến, ở phần thi Rung Chuông Vàng ngày hôm nay chúng ta sẽ có 46 em thí sinh tham gia đại diện cho 4 khối lớp. Các em sẽ ngồi theo vị trí số báo danh của mình và các em sẽ chuẩn bị dụng cụ là bảng phấn và rẻ lau để viết đáp án của mình. Và thể lệ cuộc chơi như sau: ban tổ chức sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi thứ tự từ 1 đến 20 theo mức độ khó dần, và các thí sinh sẽ lựa chọn phương án trả lời đúng nhất và viết vào bảng của mình. Thời gian vừa suy nghĩ và viết câu trả lời lên bảng là 7 giây, và khi hết thời gian trả lời câu hỏi thì các thí sinh sẽ đồng loạt giơ đáp án của mình lên, và thí sinh nào trả lời đúng sẽ được ở lại sàn thi đấu, và thí sinh nào trả lời sai thì sẽ bị loại ra khỏi cuộc thi. Và thí sinh còn lại duy nhất trên sàn thi đấu sẽ là người dùng được chuông vàng. Và trong phần thi này thì các thí sinh sẽ được hưởng quyền trợ giúp từ các thầy cô được cử tham gia cứu trợ. Ví dụ như từ câu 1 đến câu 10 mà các em mà trên sàn thi đấu không còn em thí sinh nào thì các em thí sinh sẽ được quyền cứu trợ của các thầy cô giáo bằng hình thức là các thầy cô giáo sẽ tham gia một trò chơi để cứu trợ các em học sinh. Và ví dụ sau câu hỏi thứ 20, kết thúc 20 câu hỏi của ban tổ chức mà trên sàn thi đấu vẫn còn nhiều hơn là từ 2 em thí sinh trở lên thì ban tổ chức sẽ dùng câu hỏi phụ để sẽ hỏi các em và sẽ lựa chọn ra một người duy nhất sẽ còn trên sàn thi đấu để Rung Chuông Vàng. Các em đã hiểu thể lệ của trò chơi Rung Chuông Vàng chưa? Một trò chơi rất quen thuộc trên sóng truyền hình đúng không ạ? Các em đã sẵn sàng chưa? Và phần thi Rung Chuông Vàng ngày hôm nay thì sẽ là những người sẽ giám sát các em. Nếu các em nào mà quay cóp nhìn bài của nhau là chúng ta sẽ bị phạt. Và các em sẽ phải rất là cố gắng đấy ạ. Rất cố gắng và nghe kỹ câu hỏi. Anh sẽ đọc câu hỏi rất là chậm để các em nghiên cứu câu hỏi và sẽ vận dụng sự thông minh của mình để ghi đáp án. Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng gì mà bé quá nhỉ? Đã sẵn sàng chưa? Cố gắng nữa. Các bạn ở dưới chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho các em. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên, một câu hỏi ở mức độ rất dễ. Câu hỏi thứ nhất có nội dung như sau: ma túy là chất được chiết xuất từ đáp án A, cây coca; đáp án B, cây cần sa; đáp án C là cây thuốc viện; và đáp án D là cả A, B, C đều đúng. 7 giây suy nghĩ và viết đáp án, bắt đầu. Vâng, các hàng từ thứ hai, thứ ba, thứ tư các em giơ cao lên để quý vị đại biểu và các em học sinh ở dưới chúng ta quan sát ạ. Ở câu hỏi thứ nhất, rất nhiều em chọn đáp án D. Có một số em chọn đáp án B.
Có ai chọn đáp án A và đáp án C không ạ? Vâng, ở đây quan sát thì có 3 em chọn đáp án B. 4 em chọn đáp án B. Còn tất cả chúng ta chọn đáp án D. Theo các bạn thì đáp án nào là chính xác ạ? D hay là B ạ? Vâng, xin được mời đáp án của chương trình. Vâng, xin được mời các em đáp án B. Chúng ta sẽ ra khỏi sàn thi đấu ạ. Vâng, xin được chia buồn các em. Ngay câu hỏi đầu tiên các em đã rời khỏi sàn thi đấu. Chúng ta đã sẵn sàng đến với câu hỏi thứ hai chưa? Câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Trong các tác hại sau đây, tác hại nào do ma túy gây ra? Đáp án A, dễ bị sốc dẫn đến chết người. Đáp án B, hạnh phúc gia đình tan rã. Đáp án C, gây gổ lẫn nhau. Và đáp án D là cả A và B đều đúng. Đáp án D là cả A, B và đều đúng ạ. Các em thí sinh có thể chúng ta nhìn màn hình ở trên sân khấu ạ. Quay lại các em ấy ạ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu ạ. Xin mời các em sẽ giơ đáp án của mình. Vâng, ở câu số 2 rất nhiều các em chọn đáp án D. Có ai chọn đáp án khác không ạ? Phải nói là các em học sinh từ khối 6 đến khối 7, khối 8, khối 9 chúng ta rất đoàn kết đúng không ạ? Rất đoàn kết, một lòng là chọn đáp án D đúng không ạ? Vâng. Xin được mời đáp án của chương trình ạ. Vâng, đáp án D. Xin được chúc mừng tất cả các thí sinh trên sàn đấu thi đấu. Chúng ta đã trả lời đúng. Tiếp theo nhé, bây giờ là mức độ khó dần, vừa rồi là tất cả câu hỏi dễ rồi. Câu hỏi số 3 có nội dung liên quan đến thuốc lá. Thuốc lá là gì? Đáp án A, thuốc lá là sản phẩm gây nghiện. Đáp án B, thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác. Đáp án C, thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá. Và đáp án D, thuốc lá là thuốc điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác. 7 giây, suy nghĩ và viết đáp án bắt đầu. Vâng, các bạn khán giả đã có đáp án của mình. Phải nói các bạn khán giả. Vâng, ở câu số 3. Các bạn về cơ bản là chọn đáp án B. Có 2 em chọn đáp án D. Xin mời 2 em chọn đáp án D đâu ạ, chúng ta đứng dậy ạ. Vâng, 2 em chọn đáp án D ạ. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Vâng, xin được chia tay với hai bạn chọn đáp án D ạ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác. Hết câu hỏi số 3 mà các bạn vẫn còn nhiều bạn thí sinh trên sân khấu ạ. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 4. Tác hại của thuốc lá điện tử là gì? Đáp án A, gây nghiện. Đáp án B, các bệnh về tim mạch. Đáp án C, các bệnh về hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Và đáp án D là cả ba đáp án trên. 7 giây suy nghĩ bắt đầu.
Vâng, hết thời gian. Ở câu hỏi số 4, rất nhiều bạn chọn đáp án D là cả ba đáp án trên. Và có một bạn đạt lớp 9A2 chọn đáp án B. Còn bạn là chọn đáp án khác không ạ? Các bạn khán giả chọn đáp án nào nhỉ? Đây này là B nhỉ? Vâng. Vậy thì xin được chúc mừng bạn đạt chọn đáp án B sẽ là người phải rời khỏi sàn thi đấu ngày hôm nay. Xin được một đáp án ạ. Vâng, đáp án của chúng ta là đáp án D. Tác hại của thuốc lá điện tử là gây nghiện, các bệnh về tim mạch, các bệnh hô hấp, tiêu hóa và ung thư. Và kính thưa quý vị và các em học sinh thân mến, như vừa qua thì các em có theo dõi trên truyền hình đúng không ạ? Vừa qua thì ở tại thành phố Hải Phòng chúng ta, tại trường Trung học Cơ sở Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, thì có hai em học sinh lớp 8 là đã sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học và đã bị đình chỉ học, và một em sử dụng bị ngất xỉu phải nhập viện, rất là nguy hiểm phải không ạ? Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau: uống nhiều rượu có thể gây nguy cơ gì? Đáp án A, bệnh tiểu đường. Đáp án B, bệnh xơ gan. Đáp án C, bệnh ung thư. Và đáp án D là tất cả các bệnh trên. Có thể thấy là trong 5 câu hỏi đầu tiên rất dễ phải không ạ? Các bạn khán giả chúng ta đều trả lời được hết đúng không ạ? Vâng, ở câu hỏi số 5 vẫn có 2 bạn, 3 bạn chọn đáp án B, còn lại tất cả các bạn chọn đáp án D. Ở câu hỏi số 5 này là phần đông chúng ta có giành chiến thắng tiếp theo không ạ? Có không ạ? Vậy thì xin mời đáp án của chương trình ạ. Vâng, xin mời ba bạn chúng ta chọn đáp án B ạ. Bạn Phương Thảo, 4 bạn. Vâng. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 6. Câu hỏi số 6 có nội dung như sau: những dấu hiệu sau đây, dấu hiệu nào biểu hiện người đang nghiện ma túy? Đáp án A, thường ngáp vặt. Đáp án B, ho khan. Đáp án C, thích cãi vã người khác. Đáp án D, cả A, B, C đều đúng. Xin được mời 7 giây suy nghĩ và viết câu hỏi bắt đầu. Câu hỏi số 6 thì rất nhiều đáp án ạ. Có nhiều bạn chọn đáp án A, nhiều bạn chọn đáp án D, nhiều. Vâng, có A và D đây ạ. Các bạn chọn đáp án A là thường ngáp vặt đúng không ạ? Các bạn đã bao giờ ngáp vặt chưa? Chưa ngáp là chưa nghiện dấu hiệu người nghiện ma túy đúng không ạ? Buồn ngủ có ngáp nhỉ? Buồn ngủ thì ngáp thôi đúng không? Chúng ta chưa không phải ngáp mặt đúng không? Câu số 6 này thì là A là D ạ? Vâng. Số đông của chúng ta chọn đáp án A. Những bạn đáp án D chọn đáp án D đâu ạ? Chúng ta giơ cao lên ạ để các bạn nhìn thấy ạ. Vâng, xin được chúc mừng các bạn chọn đáp án D đã rời khỏi sàn thi đấu. Đáp án của chúng ta xin mời. Đáp án A. Đáp án A là chính xác. Những dấu hiệu của người nghiện ma túy là thường ngáp vặt ạ.
em cứ ngồi, chúng ta giãn rộng ra, không là các bạn sẽ quay cóp nhìn bài nhau. Vâng, đến câu nguyên chỗ nguyên. Chúng ta trả lời câu thứ 6 là chúng ta đã rung được chung đầu rồi đấy. Bây giờ chúng ta rung chung bạc rồi rung chung vàng nhé. Câu hỏi số 7 có nội dung như sau: trong thuốc lá có chất gây nghiện gì? A. Heroin. Đáp án B. Cocaine. Đáp án C. Nicotine. Và đáp án D. Methamphetamine. 7 giây suy nghĩ và đưa đáp án bắt đầu. Cứ lâu bản, các bạn chọn đáp án C ạ. Bạn đằng sau đáp án A rơi cao ạ. Có 2 bạn chọn đáp án A, 1 bạn chọn đáp án B. Ở câu hỏi này chúng ta có biết về thuốc lá nhiều không ạ? Trong thuốc lá có chất gây nghiện, và chúng ta cùng theo dõi đáp án của chương trình ạ. Vâng, đáp án C. Xin được mời các bạn chọn đáp án C và đáp án B. Chốt hỏi là các thí sinh ấy, chúng ta là các học sinh còn lại của khối lớp nào ạ? Khối 6 còn mấy bạn ạ? Khối 6 đâu ạ? Khối 6 chúng ta giương cái tay cao ạ. Các bạn khối 6 đúng không ạ? Chúng ta cổ vũ thật mạnh, thật lớn ạ cho các bạn khối 6 ạ. Các em khối 7 đâu ạ? Các thí sinh khối 7 đâu ạ? Vâng, khối 7 còn duy nhất một thí sinh ạ. Vậy thì khối 7 chúng ta cổ vũ cho bạn thật lớn ạ. Vâng, các anh chị khối 8 chắc là còn rất nhiều đúng không ạ? Khối 8, khối 9 thôi ạ. Xin được cảm ơn các em. Và chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8 có nội dung như sau: người chưa đủ 18 tuổi hút thuốc lá có bị phạt không? Đáp án A, chỉ bị phạt cảnh cáo. Đáp án B, phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Đáp án C, phạt cảnh cáo, phạt hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Và đáp án D là không bị phạt. 7 giây, suy nghĩ và viết đáp án bắt đầu. Xin mời các em giơ đáp án ạ. Ở câu hỏi số 8 thì các em học sinh của chúng ta, rất nhiều em chọn đáp án C. Em Hoàng Anh lớp 6D2 chọn đáp án B. Và em lớp 7C1 chọn đáp án B. Hai em học lớp 6 và lớp 7 chúng ta chọn đáp án khác ạ. Còn lại thì chúng ta chọn đáp án C. Các anh chị lớp 8, lớp 9 chọn đáp án C đúng không ạ? Các bạn đã bao giờ hút thuốc lá gì ạ? Chứ làm sao mà các bạn biết phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. À, thế các bạn tìm hiểu đấy, chứ không phải là các bạn bị phạt bao giờ đâu mà các bạn biết ạ. Xin mời đáp án của chương trình nha. Đáp án C. Vâng. Xin được chia buồn với một em duy nhất của khối 7 chúng ta đã bị loại khỏi sàn thi đấu, và một em học sinh lớp 6, em Hoàng Anh lớp 6D2. Vâng, khối 8 và khối 9 chúng ta rất là thi đua, rất là căng thẳng đúng không ạ? Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cổ vũ tinh thần các bạn ạ. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 9. Thuốc lắc là dạng ma túy nào sau đây? Đáp án A, ma túy công nghiệp. Đáp án B, ma túy tự nhiên. Đáp án C, ma túy tổng hợp. Đáp án D là ma túy bán tổng hợp. 7 giây, suy nghĩ và viết đáp án, bắt đầu. Xin mời các em giơ đáp án ạ.
một bạn thí sinh bạn vũ động lớp 8B3 chọn đáp án A là ma túy công nghiệp, và tất cả các bạn còn lại chọn ma túy tổng hợp. Các bạn đã nhìn thấy viên thuốc lắc bao giờ chưa ạ? Xin được chúc mừng các bạn là các bạn chưa nhìn thấy. Rất cảm ơn các bạn là các bạn chưa nhìn thấy thì các bạn không thể dùng được thuốc lắc đua. Thuốc lắc là dạng ma túy. Xin mời đáp án của chương trình là ma túy tổng hợp. Vâng, xin được chiêu hồn với bạn Vương. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 10. Hết câu hỏi số 10 là chúng ta đã dùng được chung bạc rồi. Câu hỏi số 10 có nội dung như sau. Luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực kể từ ngày tháng năm nào? Đáp án A, các bạn phải nghiên cứu câu này rất là kỹ. Đáp án A, ngày 1 tháng 1 năm 2013. Đáp án B, mùng 1 tháng 5 năm 2013. Đáp án C, mùng 1 tháng 6 năm 2013. Và đáp án D là mùng 1 tháng 1 năm 2014. 7 giây, suy nghĩ và viết đáp án, bắt đầu. Xin mời các em dưới đáp án ạ. Câu hỏi số 10. Tất cả các em thí sinh chúng ta đều chọn đáp án B. Theo các bạn thì đáp án B có phải là đáp án chính xác không ạ? Vâng. Các bạn thí sinh còn lại trên sàn thi đấu rất là xuất sắc ạ. Và chúng ta xuất sắc hay không chúng ta phải theo dõi đáp án mới biết được ạ. Thế là MC chỉ nói thế thôi. Vâng. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Vâng. Xin được chúc mừng các em, luật phòng chống tác hại thuốc lá có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Vâng, các em có thấy căng thẳng không ạ? Câu hỏi có dễ quá đúng không? Vâng. Kết thúc 10 câu hỏi đầu tiên của chương trình Du Nhung Vàng. Trên sàn thi đấu lúc này đang còn 13 thí sinh ạ. Vâng, quý vị và các bạn hãy dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để cổ vũ cho 13 thí sinh ạ. Vâng, xin được mời 13 thí sinh chúng ta hãy tạm thời nghỉ một vài phút để chúng ta hãy cùng giao lưu với các bạn thí sinh, các bạn khán giả. Các bạn khán giả có muốn tham gia trả lời câu hỏi và nhận quà không ạ? Vâng, vậy thì chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi dành cho khán giả. Và bạn nào giơ tay nhanh nhất và cao nhất sẽ là người giành quyền trả lời để nhận phần quà rất là lớn của chương trình. Các em đã sẵn sàng chưa? Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Câu thứ nhất có nội dung như sau. Ma túy xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách nào? Chưa đọc đáp án mà rất nhiều các bạn thí sinh đã giơ tay ạ. Thử hỏi các bạn là chưa đọc đáp án, các bạn xem trả lời nhà nhé. Xin mời em. Em đáp án D ạ. À, ban tổ chức đã chuẩn bị đấy ạ. Vâng, chuẩn bị đáp án trên màn hình ạ. Đáp án nào ạ? Đáp án D ạ. Đáp án D là qua hệ hô hấp, hệ tuần hoàn, hệ tiêu hóa và hệ bạch huyết đúng không? Theo các bạn thì bạn Nam xin trả lời có đúng không ạ? Có đúng không ạ? Vâng, rất nhiều các bạn bảo các bạn bạn trả lời sai ạ. Vâng, xin được cảm ơn em. Đáp án D không phải là đáp án chính xác ạ. Xin mời em giơ tay rất cao. Em thấy em thử đáp án C ạ. Đáp án C. Theo các bạn thì đáp án C có phải chính xác không ạ? Đáp án C không phải là đáp án chính xác. Vâng, vậy chỉ còn hai đáp án rồi, rất dễ đúng không ạ? 50-50 ạ. Vâng, xin mời một bạn nữ. Em chọn A. Chọn A. Vâng, câu hỏi số 1 thì chắc chắn là các
các bạn không được nhận quà rồi. Ba bạn thí sinh, một bạn chọn đáp án A, một bạn chọn đáp án C, một bạn chọn đáp án D. Đáp án đúng của chương trình chúng ta là đáp án B. Vâng, ba bạn chọn hết đáp án sai rồi, còn một đáp án đúng thì ai cũng chọn được và anh cũng chọn được. Vâng, ở câu hỏi số 1 thì các em chúng ta không được nhận quà. Chúng ta hãy cùng cố gắng câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau: khi say thuốc, người nghiện sẽ rơi vào trạng thái nào? Đáp án A là bất tỉnh, đáp án B là ảo giác, C là co giật, D là mộng dâm. Bây giờ chúng ta cùng ô tô đáp án nhá. Bạn nào ạ? Ưu tiên khối 6 nhá, ưu tiên khối 6. Vâng, một bạn là khối 6. Em thầy là B. Đáp án B có phải chính xác không ạ? Đáp án B là ảo giác có phải chính xác không ạ? Xin mời đáp án của chương trình nhỉ? Vâng, xin được chúc mừng em. Xin được chúc mừng em đã nhận được phần quà đầu tiên. Một em học sinh khối 7 đúng không ạ? Vâng. Em có thể giới thiệu tên cho các bạn và quý vị đây biết không? Xin giới thiệu với các bạn và quý vị. Em tên là Nguyễn Phát Thành ạ. Em đã nhìn thấy người say thuốc, người nghiện bao giờ chưa? Chưa. Chưa vừa sao mà em biết là có ảo giác rồi? Em đoán vừa. Bạn đoán vừa. Vâng, xin được chúc mừng em. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau: hành vi nào sau đây bị cấm? A. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá. Đáp án B. Vận động ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. Đáp án C. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc tự động hút bán thuốc lá tại điểm có quy định cấm. Và đáp án D là tất cả các đáp án trên. Xin mời cánh tay của các em ạ. Chúng ta bỏ tay xuống ạ. Chúng ta bỏ tay xuống ạ. Bao giờ anh hô là 1, 2, 3 chúng ta giơ tay thật cao. Và bạn nào cao nhất thì sẽ gọi là đấy. Chúng ta bỏ tay xuống ạ. 1, 2 chưa, 2 2 mà 3. Bạn nào cao nhất ạ? Cao nhất, cao nhất đâu? Cao nhất, cao nhất. Vâng. Bạn đây à, bạn à, một em học sinh kia. Em học lớp mấy à? À lớp 6. Một bạn học sinh lớp 6 rất cao, còn cao hơn được tất cả các anh chị lớp 8, lớp 9 à. Em trả lời câu hỏi của mình. Đáp án D. Đáp án D. Hành vi nào sau đây bị cấm? Bạn chọn đáp án D là tất cả các đáp án trên. Theo các bạn thì bạn Nam vừa rồi có chọn đúng đáp án không ạ? Bạn khối 7 thì bảo khối 6 là không ạ? Và theo các bạn khối 6 là đúng không ạ? Vậy thì chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình ạ. Đáp án D. Xin được chúc mừng em. Tất cả các hành vi đều bị cấm là sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá, vận động ép buộc người khác sử dụng thuốc lá, bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động. Các anh chị khối 8 và khối 9 đang tỉnh các em khối 6, khối 7 đúng không ạ? Vâng, vậy thì anh sẽ sang khu vực bên các bạn khối 8, khối 9 ạ. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi thứ tư ạ. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau: hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm theo luật phòng chống tác hại của thuốc lá? A. Là người chưa đủ 18 tuổi sử dụng mua bán thuốc lá, sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua bán thuốc lá, bán cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Đáp án B. Người chưa đủ 16 tuổi sử dụng mua bán thuốc lá, sử dụng người chưa đủ 16 tuổi mua bán thuốc lá, bán cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 16 tuổi. Đáp án C. Là người chưa đủ 15 tuổi sử dụng mua bán thuốc lá, sử dụng người chưa đủ 15
tuổi mua bán thuốc lá, bán cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 15 tuổi. Xin mời cánh tay của các bạn ạ. Xin mời một vị bạn khối 8 hay khối 9 ạ. Em nói thầy là A. Đáp án A có phải chính xác không ạ? Xin được mời đáp án của chương trình ạ. Xin được chúc mừng bạn đáp án A là đáp án chính xác. Xin được mời một phần quà dành cho bạn. Chúng ta hãy cùng đến với một câu hỏi dành cho Thanh cả, câu hỏi cuối cùng ạ. Câu hỏi này thì rất là mong các bạn sẽ giơ tay thật cao hơn nữa, nhanh hơn nữa để chúng ta giành quyền trả lời. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau: địa điểm nào mà dưới đây không được bán rượu bia? A là nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu bia. Đáp án B, cơ sở, khu vực chăm sóc nuôi dưỡng vui chơi giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi. Đáp án C, cơ sở giáo dục. Và đáp án D là tất cả đáp án A, B, C đều đúng. Xin được mời cánh tay của các em. Vâng, xin được mời một em đại diện cho khối 8 rồi. Vâng, xin mời em khối 8. Em ơi, thầy án D ạ. Em ơi, thầy án D ạ. Đáp án D đây ạ. Xin được mời đáp án của chương trình ạ. Vâng, xin được chúc mừng bạn đã trả lời đáp án đúng. Như vậy là tất cả các em của 4 khối lớp chúng ta đều được nhận quà không ạ? Vâng, xin cảm ơn các em đã đến với phần chương trình dành cho khán giả. Và bây giờ chúng ta hãy cùng quay lại, gặp gỡ lại với 13 thí sinh trên sàn thi đấu để chúng ta cuối cùng tiếp đến với các câu hỏi tiếp theo để lựa chọn ra ai sẽ là người giúp được chung vàng. Các em thí sinh đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 11. Câu hỏi số 11 có nội dung như sau: tác hại của thuốc lá là gì? A là ảnh hưởng của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội. Đáp án B, ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường, sự phát triển kinh tế xã hội văn hóa. Và đáp án C là ảnh hưởng có hại của việc sản xuất, sử dụng thuốc lá gây ra cho sức khỏe con người, môi trường và sự phát triển kinh tế xã hội. 7 giây suy nghĩ và viết đáp án, bắt đầu. Xin mời các em, chúng ta đều chọn đáp án C ạ. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Vâng, xin được chúc mừng các em rất là xuất sắc ở câu hỏi số 11. Đáp án C chính là đáp án chính xác. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 12. Câu hỏi số 12 có nội dung như sau: cơ quan chuyên trách về phòng chống tệ nạn ma túy gồm những cơ quan nào? Đáp án A, Công an Nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Biển và Hải quân. Đáp Hải quan. Đáp án B, Công an Nhân dân, Nhà trường, Bộ đội Biên phòng và Gia đình. Đáp án C, Công an Nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Điều tra Tội phạm Ma túy. Và đáp án D, Công an Nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát Giao thông và Hải quan. Xin được mời các em 7 giây suy nghĩ và viết đáp án, bắt đầu. Hết thời gian, xin mời các em giơ đáp án. Vâng, câu số 12 có 3 bạn chọn đáp án C ở hàng đầu tiên, và tất cả các bạn còn lại chọn đáp án A. Và không biết đáp án A hay là đáp án C là đáp án chính xác. Vậy thì xin đáp án của chương trình ạ. Đáp án A. Vâng, xin được cảm ơn 3 bạn đã chọn đáp án C. Vâng, rất là căng thẳng đúng không? Đáp án... Vâng, chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 13. Câu hỏi số 13 có nội dung như sau:
Xin được mời câu hỏi số 13. Tác hại của rượu bia là gì? Ảnh hưởng tác động có hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. B là ảnh hưởng tác động của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác. Đáp án C, ảnh hưởng tác động có hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa và các vấn đề xã hội khác. Và đáp án D là tất cả các đáp án trên. 7 giây suy nghĩ và viết đáp án bắt đầu. Xin mời các bạn giơ đáp án. Vâng, câu hỏi số 13 đã có rất nhiều bạn cho đáp án khác nhau ạ. A, C, D. Câu hỏi số 13, không biết ai là người sẽ còn ở lại trên sàn thi đấu. Và chúng ta bây giờ phải nhìn vào màn hình đáp án của chương trình ạ. Đáp án A. Xin chia buồn các bạn chọn đáp án C và đáp án D. Rất nhiều bạn. Vâng. Trên sân khấu của chúng ta lúc này đang còn hai thí sinh. Em cho hỏi anh em học sinh lớp mấy? Lớp 6D1 ạ. Một em học sinh lớp 6D1. Em tên là gì? Em tên là Bùi Ngọc Hà. Em Bùi Ngọc Hà lớp 6D1. Một em học sinh của khối 6, khối rất nhỏ tuổi của trường, đã xuất sắc ngồi lại trên sàn thi đấu. Chúng ta khối 6 thôi ạ, chúng ta hãy cổ vũ cho em Ngọc Hà. Em học tên là gì và học lớp mấy nhỉ? Thưa thầy, em tên là Hoàng Thị Thu Phương, học lớp 6D1 ạ. Em Hoàng Thị Thu Phương, lớp 6D1. Lớp 6 của chúng ta rất, khối 6 của chúng ta rất xuất sắc ạ. Lớp 6D1 đâu ạ? Khối 6 đâu ạ? Ở đây có bạn nào cổ vũ cho bạn Thu Phương không ạ? Bạn nào cổ vũ cho bạn Ngọc Hà ạ? Thế 7, 8, 9 chúng ta cổ vũ cho ai ạ? Khối 8, 9 chúng ta cổ vũ cho em nào ạ? Các bạn thí sinh nhau ạ, cổ vũ cho em nào ạ? Vâng, các bạn thí sinh bị loại rồi cho nên là buồn không cổ vũ cho ai cả. Và bây giờ chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho hai bạn. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi số 14. Các câu hỏi để xem ai là người giúp được chung vàng. Câu số 14 có nội dung như sau. Gia đình của người nghiện ma túy có trách nhiệm gì? Đáp án A là khai báo với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc tổ nhân dân tự quản. Đáp án B là khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình. Đáp án C, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Và đáp án D là cả A, B, C đều đúng. 7 giây suy nghĩ và viết đáp án cho hai bạn thí sinh bắt đầu. Rất căng thẳng phải không ạ? Xin được mời các bạn giơ đáp án. Đã có sự phân biệt đáp án. Một bạn chọn đáp án C là bạn Ngọc Hà. Bạn Thu Phương chọn đáp án D. Và không biết đáp án C và đáp án D có phải là chính xác không ạ? Xin được mời đáp án của chương trình ạ. Vâng. Xin được chia buồn với hai bạn là cả hai bạn đều không trả lời được đáp án. Xin được ở đây có hai bạn thí sinh không ạ? Chúng ta, ban tổ chức sẽ quyết định là chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Theo đúng luật chơi chúng ta còn hai bạn thí sinh trên sân khấu thì chúng ta
sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo để phân biệt các bạn ạ. Ai là người giúp được chung bạn? Các em sẽ, hai bạn thí sinh sẽ bình tĩnh cố gắng nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 15. Câu hỏi số 15 là rất khó. Câu hỏi số 15 có nội dung như sau: Luật phòng chống tác hại của rượu bia năm 2019 có hiệu lực thi hành khi nào? Đáp án A là từ ngày 1 tháng 7 năm 2019. Đáp án B là từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Đáp án C là từ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Và đáp án D là ngày 1 tháng 7 năm 2020. Và khi tôi chưa trở đọc xong đáp án thì các hai em thí sinh chúng ta biết viết xong đáp án rồi. Hai bạn đều chọn đáp án B. Này rất khó để phân định thắng thua đúng không? Xin mời đáp án của chương trình ạ. Vâng, chúc mừng hai em rất xuất sắc. Chúng ta lại phải tiếp tục đến với câu hỏi số 16. Câu hỏi số 16 có nội dung như sau: Làm thế nào để không bị bạn bè rủ rê, lôi kéo vào con đường sử dụng ma túy? Đáp án A là không quan hệ bạn bè. Đáp án B là không nghe theo sự cám dỗ, mời mọc, thách thức của bạn bè. Đáp án C là không tập hút thuốc lá. Và đáp án D là không tham gia các tệ nạn xã hội. 7 giây suy nghĩ và viết đáp án bắt đầu. Hai bạn chúng ta đều chọn đáp án B. Vậy xin mời đáp án của chương trình ạ. Một lần nữa lại chúc mừng hai bạn đều trả lời đáp án rất là đúng. Đáp án B là đáp án của chương trình. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 17. Câu hỏi số 17 có nội dung như sau: Người bao nhiêu tuổi không được uống rượu bia? A là người chưa đủ 18 tuổi, B là người đủ 18 tuổi, C là người chưa đủ 16 tuổi, và D là người dưới 16 tuổi. Xin mời các bạn, thời gian bắt đầu. Các bạn, hai bạn đều chọn đáp án A. Phải nói hai bạn này rất là giỏi đúng không ạ? Rất là giỏi, hai bạn của khối 6. Xin mời đáp án của chương trình ạ. Đáp án A là đáp án chính xác. Xin được chúc mừng hai em. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 18. Câu hỏi số 18 có nội dung như sau: Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu bia trong trường hợp nào dưới đây? A. Trước và trong khi tham gia giao thông. B là trước khi tham gia giao thông. C là khi tham gia giao thông. Và D là tất cả các đáp án trên. 7 giây suy nghĩ và viết đáp án bắt đầu. Vâng. À. Câu hỏi số 18 đã có hai bạn chọn đáp án khác nhau. Bạn Thu Phương chọn đáp án A, trước và trong khi tham gia giao thông. Bạn Ngọc Hà chọn đáp án D đúng không ạ? Chọn đáp án D là tất cả các đáp án trên. Vậy thì theo các bạn, Thu Phương hay là Ngọc Hà sẽ là người rung chuông vàng ạ? Ai ạ? Bạn nào ạ? Thu Phương hay Ngọc Hà ạ? Khốn 6 Ngọc Hà đúng không ạ? Thu Phương đúng không ạ? MC đúng không ạ? À vâng. Vậy thì chúng ta, hai bạn, chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình ạ. Vâng, đáp án A. Xin được chúc mừng bạn Thu Phương khối 6 đã là người rung được chuông vàng. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho bạn Thu Phương. Và xin được cảm ơn bạn Ngọc Hà. Bạn Ngọc Hà cũng rất là xuất sắc ạ. Xin được mời em Thu Phương sẽ lên sân khấu để nhận vòng nguyệt quế và phần quà của chương trình. Ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Lương Thị Thanh Thủy,
Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận Đồ Sơn sẽ đến trao vòng nguyệt quế cho người chiến thắng, người giúp được chung bàn. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng bạn Thu Phương đã rất xuất sắc trả lời 18 câu hỏi để giành vòng nguyệt quế.